Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ của huấn luyện viên Trương Văn Vũ, mỗi ngày một tiêu đề. Và ngày hôm qua có một bạn hỏi tôi về vấn đề giảm chấn, thì trong tất cả video trước tôi cũng đã chia sẻ với tất cả các bạn về việc giảm chấn, chúng ta sẽ sử dụng như thế nào và đặt nó ở đâu, công dụng của giảm chấn là gì. Nhưng mà chắc là các bạn chưa xem cái video clip đấy, thì sẵn đây tôi cũng chia sẻ nhanh với tất cả các bạn là giảm chấn của chúng ta là tùy theo từng người. Có người thì thích đánh giảm chấn, có người không thích đánh giảm chấn, vì có người thích được cái tiếng nghe được cái tiếng bóng và chặn dây, và khi bỏ giảm chấn vào thì chúng ta sẽ không còn nghe được những cái tiếng đó. Nhưng có những cái vợt thì nó lại nó bị rung quá, hay là nó cảm giác nó cứng quá, thì chúng ta bỏ giảm chấn vào để chúng ta cảm giác nó mềm mại hơn một chút xíu. Thì tùy theo từng dòng vợt, từng loại vợt mà các bạn có thể bỏ giảm chấn hoặc không bỏ giảm chấn. Có những cái vợt khi mà căng vợt quá trùng thì các bạn bỏ giảm chấn vô thì nó cũng có cảm giác nó sẽ nặng lên. Cho nên là tùy theo tất cả các bạn, mỗi một cái vợt các bạn phải thử cái giảm chấn nó có phù hợp hay không phù hợp. Chứ chúng tôi rất là khó nói là cái vợt này nên bỏ giảm chấn hay không bỏ giảm chấn mỗi một dòng vợt. Đa phần những cái loại vợt bây giờ chúng ta đều có những cái giảm chấn đấy, và cái chống rung của cái vợt cũng nó cũng tương đối là tốt rồi, nhưng mà do thói quen của từng người thôi nha các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về vấn đề chiến thuật đánh đơn. Trong chiến thuật đánh đơn thì tất cả các bạn cũng biết là ngày hôm qua tôi nói là chúng ta phải đánh với pusher như thế nào, chúng ta tìm thời cơ để chúng ta có thể lên lưới và dứt điểm chẳng hạn như thế. Thì trong cái đánh đơn á, các bạn phải nhớ giùm tôi một điều như thế này, là chúng ta là người phải đối kháng với tất cả. Trong đánh đôi thì chúng ta có thể né cái cú trái, chúng ta yếu chúng ta sẽ sử dụng cái cú phải nó nhiều hơn. Còn riêng cái đánh đơn á, thì tất cả các bạn cũng biết rồi, các bạn phải là một người bao hết tất cả các sân, và cái khả năng bị khai thác cái điểm yếu của tất cả các bạn rất là cao. Thì điều đầu tiên tôi muốn các bạn phải nhớ kỹ một điều là các bạn sẽ có một cú đánh yếu hơn cú đánh thuận của mình. Ví dụ có người sẽ có cái cú trái tay yếu hơn là cú thuận tay, nhưng ngược lại cũng có một số người đặc biệt cái cú trái tay họ hay hơn cú thuận tay. Thì tôi chỉ sử dụng ở đây là cái cú một quả của mình yếu hơn. Thì khi các bạn có cái cú quả yếu hơn, các bạn đánh đơn thì tâm lý các bạn thường bị ép cái cú trái hoặc là cú phải yếu đó đó. Các bạn thường hay cố gắng là đánh thật một quả khó, tại vì khi các bạn cảm giác được rằng người ta đè vào điểm yếu của mình đánh nó yếu hơn, nó không có được cái cú nặng thì mình sẽ tiếp tục bị đè. Nhưng mà các bạn nhớ nè, khi các bạn bị đè vào những cú quả mà bị yếu như thế, các bạn phải nhớ giùm tôi một điều là chúng ta không đánh lại những quả bóng đó bằng những quả khó và dứt điểm. Tại vì thông thường tất cả các bạn theo một thói quen, khi các bạn có những quả khó, các bạn lại muốn đánh khó hơn để sợ người ta làm khó, thì cuối cùng các bạn lại là người đánh bóng hỏng. Và 80% các bạn đều mắc cái lỗi đấy khi bị đối phương ép vào cú trái tay của mình. Như tôi là một người yếu trái đi, thì khi người ta ép tôi vào trái thì tư duy trong đầu tôi, khi ép vào tôi quả trái tay, tôi chỉ có nhiệm vụ là đưa quả bóng trở lại vị trí bình thường giữa sân, không cho đối thủ tấn công nữa. Có thể là bóng hơi cao hơn một chút, bóng vào giữa sân, tôi không nhắm vào những cái vị trí mà nó quá khó, ngay góc corner hay là những cái đường dọc dây, hay là những cái quả đánh phải là thấp bạc hay tăng độ xoáy độ mạnh vân vân. Tôi tránh những cái tình trạng đó vì đây là quả yếu của tôi. Tôi đưa vào lại giữa sân và tôi đưa sâu vào một tí xíu để cho họ đánh, và tôi tìm cái cách thuận lợi nào đó, một quả, hai quả, và tôi sẽ sử dụng cái vũ khí mạnh của tôi là forehand inside out, hoặc là forehand inside in. Khi tôi lách qua một xíu thì lúc đó tôi sẽ sử dụng những quả tấn công. Còn khi tôi đã bị ép như thế, tôi có thể sử dụng là những cú đưa bóng lại, đẩy bóng lại, những cú lốp hoặc là những cú cắt, để làm sao hạn chế tối đa đối phương có thể đánh vào trong cái điểm yếu của mình. Điểm thứ hai là sau khi chúng ta thoát khỏi cái vị trí điểm yếu thì chúng ta sẽ từ từ, một quả, hai quả là chúng ta sẽ cố gắng lách qua. Tại vì khi các bạn nên nhớ, ngày xưa
chúng ta đánh đơn á, là chúng ta đứng 5 năm. Nhưng ngày nay trên thế giới họ đánh là 7-3, tức là họ thiên về đứng backhand, chỉ đánh 3 phần và forehand là 7 phần, và họ đánh 1 quả, 2 quả hơi qua bên trái, họ cũng lắc qua, họ đánh cú thuận tay. Thì tôi sẽ sử dụng cái phương án đó và thực hiện cái quả đánh thuận tay của tôi để thoát ra và tấn công ngược lại. Điểm thứ hai là các bạn phải nhớ là đối với lại quần vợt hiện đại hiện nay á, là ngày xưa các bạn sẽ thấy nè, có rất nhiều có những người thật là giỏi cuối phong, có những người giỏi ở trên lưới, có những người giỏi cái cú giao bóng. Nhưng ngày nay tất cả các vận động viên, tất cả những người chơi phong trào đều có phải có khả năng vừa đánh lưới một tí xíu, vừa đánh cuối sân một tí xíu, một ít quả bạc. Các bạn phải đánh hầu như là on court. Các bạn thấy là như vận động viên Nadal nè, ngày xưa giao bóng cực kỳ dở. Các bạn thấy trong top 10 là Nadal là giao bóng dở nhất. Nhưng hiện nay các bạn thấy Nadal đã cải thiện cú giao bóng của mình. Ngày xưa Nadal cũng không có volley, không có volley. Nadal bắt volley gần như là chỉ có chặn bóng thôi chứ không bắt được. Nhưng mà ngày nay các bạn nhìn thấy Nadal bắt bóng như thế nào, thì tất cả mọi người đều hoàn thiện mình. Và cả cái quần vợt hiện đại hiện nay nó đã thay đổi. Ngày xưa các bạn không có volley, đúng, tôi đồng ý. Nhưng ngày nay các bạn có thể sử dụng những cú thuận tay. Khi lôi đối xưng ra ngoài, các bạn bước lên, các bạn có thể chặn lại những quả volley. Các bạn phải tận dụng những cái thời điểm, những cái cú thuận tay của mình và kết thúc bằng những quả trên lưới. Nếu như các bạn không phải là những người chơi ở trên lưới thường xuyên, thì các bạn sẽ là những người chơi ở baseline aggressive, tức là những người đánh ở cuối sân và sử dụng những cú đánh tấn công từ cuối sân. Nhưng nếu như các bạn có những cú bạc từ cuối sân, 3 phần tư sân khi có điều kiện thuận lợi, thì các bạn đánh xong các bạn phải ôm theo quả bóng lên lưới để bắt những quả sau, kết thúc bằng những quả lưới. Mặc dù cái lưới của các bạn không tốt thì các bạn hạn chế từ từ. Không phải là quả nào các bạn cũng nhào lên, các bạn cũng nhào lên. Các bạn từ từ ôm và đánh, lôi đối phương ra khỏi vùng an toàn và thấy họ chạy thì các bạn sẽ lên lưới để kết thúc. Đó là một trong những cái điều đầu tiên tôi muốn nói với tất cả các bạn, là phải thực hiện cái cú đánh trái tay vừa yếu của mình đưa vào giữa sân, sau đó sử dụng cú thuận tay của mình để điều bóng lại. Và sau khi các bạn điều được bóng lại thì các bạn phải kết hợp lao theo những cái quả bóng mà các bạn đánh tốt, thì các bạn phải ôm lên để kết thúc bằng những quả lưới. Nếu các bạn không có lưới, các bạn tập thêm lưới các bạn ạ. Các bạn không thể nói các bạn bây giờ đánh đơn là tôi chỉ đứng cuối sân tôi đánh ha. Các bạn lưu ý giùm tôi là sử dụng những cái variety, tức là đa dạng cái lối đánh của tất cả các bạn. Các bạn đừng bao giờ đánh một đường. Các bạn có thể có những quả giật cồng cao, lôi đối phương sâu, sau đó là những quả cắt ngắn, những quả đánh bạc ngang, những đánh flat. Tức là các bạn phải thay đổi cái nhịp điệu đánh thường xuyên để cho đối phương luôn luôn phải theo tất cả các bạn. Vì các bạn chỉ đánh theo một đường, chẳng hạn như tôi nói các bạn giật một cái tốc độ đó, quả bóng giật cao xoáy còng, giật cao xoáy còng, thì người đối phương sẽ theo được cái nhịp của tất cả các bạn. Mà khi họ đã theo nhịp của bạn thì các bạn sẽ gặp rất là khó khăn trong những cái việc tiếp tục thắng những cái điểm bóng. Và các bạn phải thay đổi và buộc đối phương phải liên tục thay đổi và theo bạn. Lúc thì các bạn giữ bóng xoáy còng, vừa mới theo được nhịp các bạn thì các bạn đẩy bóng ngang, vừa đẩy bóng ngang xong các bạn thực hiện những quả ngắt nhỏ chẳng hạn, hoặc là những quả lớp, hoặc là những bóng thấp xoay chẳng hạn. Các bạn luôn luôn thay đổi như thế thì trong cái đánh đơn các bạn toàn quyền sử dụng những điều đó, vì các bạn có một khoảng sân rất là rộng. Và nếu như các bạn sử dụng và thực hiện những điều đó, các bạn sẽ hoàn toàn nắm chủ động ở trong cái trận đấu của mình. Thay đổi variety, tức là đối lối đánh của các bạn phải đa dạng. Các bạn đừng bao giờ cho vào đóng tư duy của mình là tôi chỉ đánh theo kiểu này thôi. Các bạn phải thay đổi, các bạn phải làm hết tất cả mọi cái điều mà có thể làm khó khăn cho đối phương, luôn liên tục làm cho đối phương đoán không biết cái quả bóng này sẽ là quả bóng gì kế tiếp, thì các bạn sẽ thành công. Ở đây tôi chưa nói đến vấn đề chiến thuật, các bạn phải áp dụng những chiến thuật như nào, 2-1, 3-1 để chẳng hạn như vậy. Chúng ta không quan tâm đó, chúng ta chỉ bỏ trong tư duy của chúng ta, tạm ngưng một lối đánh
chúng ta tăng cường và đa dạng lối đánh của chúng ta. Những quả khó chúng ta đưa vào giữa và sau đó sử dụng những quả thuận tay để làm khó đối phương, mà sau đó kết hợp những quả vô lê khi có thể. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn trong những trận đánh đơn sắp tới, và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ huấn luyện viên Trương Quang Vũ.